Hey, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Ante Channel. Và hôm nay bỗng nhiên vào game thì mình nhận được một cái món quà khá là đặc biệt các bạn à. Đó chính là 10 mảnh của các em Luna, hay còn gọi là mặt trăng. Không biết tại sao vô tình nó lại tặng cho mình. Rồi, ở đây thì chúng ta đang có với 600 viên game thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được wow, Titan các bạn. Cái này gọi là Mithy. Mình lộn hai cái Titan với Mithy lại với nhau, Legend và VR. Với 600 viên game thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được. Wow, cơ hội dạo này cũng khá là nhiều luôn đây. Đang tạo khá là nhiều cơ hội cho anh em. Và Heroic mới thì các bạn có thể nâng cho nó lên được 2 ngôi sao vàng lấp lánh nha mọi người. Cuộc đua Heroic đã kết thúc và các bạn sẽ giác cái con đẳng cấp Heroic đó đi đánh nha. Và trong một cái khung giờ nhất định, giống như là 8 tiếng đồng hồ hay là 4 tiếng thì nó sẽ trở lại. Các bạn sẽ phải đánh trong đó để có thể nhận được. Ok, xong. Bây giờ ngày hôm nay lại là một cái ngày mới. Mình bước vào, liếc vào cái hòn đảo Lai. Hiện tại là cái hòn đảo Lai đang có được 3 em. Cái cô nàng Beautiful này là bữa trước mình đã làm cho các bạn xem rồi. Hôm nay nó lại ra. Chắc là Dragon City thấy mình làm video cho nên nó là hôm nay nó ra lại con này cho các bạn đó. Ở đây thì chúng ta đang có thành viên là Tire. Con này thì sao mình nhìn nó lạ, con này mình chưa có này các bạn. Và chúng ta sẽ thử like nha. Trên đây mình chắc là hai con đây rồi. Đó, 180 điểm. Wow, chúng ta sẽ bán bớt những con mà mình có rồi. Yes, thả ra luôn. Rồi, chúng ta sẽ cố gắng thử cái độ may mắn của mình nha. Chúng ta sẽ like cái em này nha các bạn. Con này mình chưa có. Đó. Rồi cái cô nàng này thì mình có rồi. Wow, mình cũng để ý vài lần đấy. Dragon City thấy mình làm về cái con rồng nào trở lại, cái bắt đầu nó cho cái con rồng đó vô cái đảo like này và nó like các bạn. Cũng khá là thú vị. Đây, anh em mình sẽ đến với wow, hiện tại con này đang được bán với giá là 550 viên game thuộc hàng pháp sư. Rồi, sự kiện này thì các bạn đã chơi đến đâu rồi? Hiện tại là hai anh ta đang có được 445 điểm nha. Lít qua đây thì chúng ta sẽ lượm được một mảnh. Wow, còn trong đây thì có cái gì? Wow, 5 mon. Ok, di chuyển. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái khu vực. Khoan các bạn có một bí mật nhỏ nằm ở đây. Một bí mật nhỏ nằm ở đây, các bạn có thể sở hữu được Heroic cho tới Mithy với cái chiếc vòng quay may mắn này. Trong vòng quay may mắn này, đây Heroic này các bạn, 30% nha. Các bạn sẽ có tới 30% để nhận được 5 mảnh nâng cấp là Heroic. Và 50 mảnh thì các bạn có 2% có còn hơn không nha. Và 50 đây là Mithy. Wow, tỷ lệ rất cao luôn. Và ở đây không có cái nào mà gọi là nó không có thưởng cả. Các bạn chỉ cần quay vòng quay may mắn là chắc chắn có thưởng luôn, quan trọng là ít hay nhiều. Còn cái này là nhận được một con luôn các bạn, tỷ lệ là 0.1%, thú vị. Rồi, khi mà các bạn gom đủ 100 mảnh thì các bạn sẽ nhận được một cái em đẳng cấp là Heroic hay là Mithy. Ok, Mithy nha. Giờ này mình hay gọi Titan quá cho nên mình quen với cái tên ấy luôn. Wow, và bây giờ hôm nay chúng ta sẽ có một cái tập mới để mình làm về một cái con nào đó. Và biết đâu ngày mai, ngày mốt đó thì Dragon City nó lại thả cái con đó ra và nó cho các bạn like cái bé đó. Đây, chúng ta sẽ hôm nay đến với để mình xem dạo phố dọc nè. Hôm trước là mình làm về cái cô nàng rồng Steen, là hôm nay đó là nó ra ngay cái hòn đảo Lai luôn. Hay là để mình kiếm cái con đẳng cấp L nào đó ha, mình làm biết đâu nó cho Lai ra Legend nữa. Wow, bé nào đây? Các bạn ơi, chiếc này là xe tăng nước nha. Đó, đẳng cấp Legend luôn. Wow, đây mình sẽ cho lên cái skin bự bự cho các bạn xem, nhìn nó đẹp lắm luôn á. Đây rồi, một anh bạn chui vào chiếc xe tăng và bắn ra nước. Xe tăng này mình hay kêu là xe tăng nước. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cho bé này ăn một chút xíu là được level 25. Thức ăn mình thì cũng không có nhiều. Đây, vuốt ve ba bé.
Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận đấu đầu tiên, khu vực Leeds. Mới vào anh em mình sẽ cho đây sức mạnh đến từ bạn trâu. Mọi người đều đã biết về cái bé trâu này thì nó mạnh vô đối luôn. Tên bạn đang còn khoảng 34 và lượng sát thương như vậy là khá là cao. Mình sẽ nhờ đến Ngô Ma Vương và thành viên xe tăng nước của mình. 15.000 hả? Với 15.000 thì để mình tính toán xem cái chiêu nào mà nó bèo nhất luôn. Cái chiêu mà bèo nhất của Ngô Ma Vương vẫn lên tới 20 mấy k. Và đây là anh bạn Ratun. À, 4 ngôi sao và lấp lánh. Con này các bạn có thể like ra được. Wow. Các bạn có thể like ra con này mà không cần sự kiện nha các bạn. Còn like con ông già với cái con mà có cái chiêu này là worse. À, chúng ta sẽ khều nhẹn cái. Con này chắc khều 2 cái luôn á. 16.000. Và bây giờ chiếc xe tăng nước của mình sẽ được đưa ra. Dùng nước bắn nào. Ê chéo. Gọi là mình lồng tiếng cho nó hấp dẫn. Wow, và đây là sức mạnh của bé trâu. Chúng ta đang đại chiến với các anh bạn khủng long. À ha, victory. Anh bạn này level 92 và để mình trêu ghẹo thử xem sao. Đây rồi, sức mạnh của con trâu nào. Warfish. Rocker hay còn gọi là thủy quái. Lượng sát thương này được tăng gấp đôi nếu như mà mình gõ một cái là con này nó hy sinh rồi. Vì lượng sát thương đam đến từ bé trâu thì nó rất là mạnh. Còn cái bé xe tăng nước này mình thấy nó là ây chà, giống như bắn đi tắm rửa vậy. Đây, một pha khều nhẹ. Em này thì level 40 ha. Level 40 và cũng match với A cộng rồi. Lượng sát thương đang được đam đến từ Ngô Ma Vương thì mình nghĩ rằng nó sẽ không trên 22 đâu. Wow, còn đúng 34 giọt. Như vậy thì xe tăng nước của mình sẽ lao ra và dứt điểm được. Ê chiêu. Vậy là phát súng được lồng tiếng nghe rất là căng thẳng luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với một các bạn nữa. Và trong cái khu vực list này ngày hôm nay chắc có lẽ là chỉ đấu được 3 hiệp thôi. Anh em mình sẽ phải ra ngoài quậy. Ở đây thì 29. Theo cái sự gọi là tính toán đủ các kiểu của mình thì chúng ta sẽ nhờ Ngô Ma Vương nè. Bộ giáp sẽ bị phá hủy. Và ngay sau đây sức mạnh của xe tăng đang được đam. Và mình sẽ xài cái chiêu mà đam cao nhất luôn nha. Power. Môi 2.000. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Một pha bắn nước khí thế luôn. Nó bắn gọi là hùng hồn luôn. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh nha. Và đừng quên mở thông báo hình cái chuông lên để khi mà HNT ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui. Đừng quên để lại một like để ủng hộ cho HNT với. Và vào lúc 11 giờ trưa và 5 giờ chiều là hai khung giờ cố định nha. HNT sẽ ra những cái tập mới. Các bạn chỉ cần lên YouTube gõ chữ HNT Channel. Và cách đó khoảng 30 phút thì chúng ta sẽ đến với những cái tựa game khá là đẹp hay là những cái tựa game khác. Cũng rất là tuyệt vời luôn. Anh em nhớ đón xem là 11 giờ 30 phút và 5 giờ 30 chiều. Mình đã nhận thêm được một mảnh nữa. Hiện tại thì mình đang di chuyển qua theo chiều ngang qua bên trái. Chúng ta đã hết gian. Và nếu muốn có tiền thì các bạn hãy vào khu vực này. Xem quảng cáo một chút xíu thì các bạn sẽ có đây. 70, 70, 1234. Rồi. Để mình xem. Đừng quên thu hoạch thức ăn nha các bạn. Mua thức ăn và vàng. Đây. Rồi, sau khi có vàng thì các bạn vô đây các bạn mua đó. Một phát một. Tiền xài nhanh như gió luôn.
Mà dạo này mình làm biến đi thu hoạch quá cho nên vàng của mình ít sạch hả? Rồi và các bạn ơi, video này cũng khá là dài rồi và mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người nha. Các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.